Kính thưa quý vị, tin từ Peru, hàng ngàn tín đồ mặc áo choàng tím diễn hành qua đường phố Lima của Peru hôm Chủ nhật vừa qua để tỏ lòng tôn kính Đức Chúa Mầu Nhiệm, tức là Lord of the Miracles. Đức Chúa cũng được gọi triều mến là Cristo Morado hoặc Chúa Kitô Tím. Đức Chúa tôn kính cũng được khắc họa trên một bức tranh tường miêu tả hình ảnh Chúa Giêsu Kitô. Bức tranh đường được cho là do nô lệ Angola vẽ trong thế kỷ thứ 17. Tác phẩm này được sự chú ý của người dân vào năm 1687 khi một trận động đất đã phá hủy hầu hết thành phố nhưng để lại bức tường khắc họa Chúa Kitô không hề bị tổn thương. Giáo dân Công giáo Sùng Đào đã tin đây là dấu hiệu của phép lạ và cầu nguyện trước dung nhan Chúa. Họ tin rằng nơi đây có sức mạnh bảo vệ chống lại các trận động đất trong tương lai và chữa lành bệnh tật. Bệnh nhân cầm bóng bay và hoa háo hức chờ đợi đến phiên mình được nhìn dung nhan Ngài. Đức Chúa Mầu Nhiệm, Lord of Miracles, đã trở thành biểu tượng nổi tiếng nhất Peru và đã truyền cảm hứng cho các tín hữu trên khắp thế giới.